Trước hết em xin chia sẻ với thầy, với các anh chị, các bạn học viên trong lớp là những lời thầy nói đúng tới 100%. Chốc nữa em sẽ chia sẻ cái đoạn còn lại. Cả. Việc gì đây? Công việc của mình trong thời gian tới mà tuần tới mà thầy. Không biết tuần tới cụ thể là tới việc gì? Công việc có được vào quy hoạch hay không? Chúng ta có giờ đi học, ngày, công tân nào, tháng, năm, điểm giờ. Nhất là ta xem mấy yếu tố này. Người hỏi công việc, việc hỏi can giờ. Nếu quan tâm hơn thì quan tâm đến cấp trên. Quý nhân khác mà cấp trên khác nhé. Cấp trên. Em thấy thầy gợi ý rất là hay. Quý nhân khác, cấp trên khác đấy. Quý nhân là người cùng công tác với mình nhưng mà ủng hộ mình, giúp đỡ mình, nhưng mà cấp trên không ủng hộ hoặc là cấp trên không nhiệt tình, là không quyết tâm tháo gỡ cái khó khăn, cũng là cái vấn đề rất là then chốt cái chỗ. Thực ra thì hiện nay thì anh đang không có trong quy hoạch. Dạ vâng ạ, rất đúng ạ. Bây giờ ta xem là có cố được hay không thôi. Cho hiện nay không có đâu. Vâng, rất chính xác được ạ. Vâng, vâng. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái trạng thái của Ất này, nó là tuyệt. Trong 12 cung trường sinh ấy, thì Ất nó vào cung Đoài, nó là tuyệt. Trạng thái mình suy. Mình có quý nhân bên cạnh giúp đỡ. Bản thân là có thiên tâm tinh, là có khả năng lãnh đạo, khả năng quản lý. Bản thân có lục hợp, là người biết kết nối, có rất nhiều quý nhân giúp đỡ, và cũng là quý nhân giúp đỡ được rất nhiều người. Nhưng mình lại không vượng. Đấy là cái trạng thái người này. Tiếp theo, đến công việc thì nó có gì? Không vong. Việc có. Không vong là không có. Quý nhân nghĩa là cấp trên thì nó nhớ và lại có không vong nữa. Cái giờ hỏi là đinh trên quý chu tước đầu ra, nghĩa là bạch vô âm tín, không có tín hiệu. Nên là mình mới kết luận là hiện nay không có trong danh sách quy hoạch. Bây giờ làm thế nào để có mới là vấn đề. Trước hết em xin chia sẻ với thầy, với các anh chị, các bạn học viên trong lớp là những lời thầy nói đúng tới 100%, gần 100%. Chốc nữa em sẽ chia sẻ cái đoạn còn lại. Cả. Bây giờ vấn đề nó đang gặp như vậy. Thì ở đây là mình đang suy. Thì hãy tìm thêm trong cái đội quý nhân của mình ấy, đội thiện chí giúp mình ấy, có đồng chí nữ là không? Bởi vì trận này là cấu trúc trận của mình, nó là âm hại dương môn, chỉ có người nữ dẫn dắt thì mới lên được chuyện. Thì anh Hình thử nhờ cái đồng chí nữ đó và xem mối quan hệ của đồng chí nữ đó có giải quyết được không. Đấy, chỉ có tập trung vào một mối đồng chí nữ đấy thôi à. Nên việc này nó khá là khó, bởi vì trong tất cả cửa nó không sáng. Thì đúng như thầy nói là chiều nay có đặt vấn đề với một đồng chí nữ này thầy. Thì đồng chí nhận lời, nhưng nếu nhưng quan trọng là có tháo gỡ được cái khó khăn hay không. Chứ còn là như thầy đánh giá thì uy tín, trình độ, năng lực, quý nhân thì rất là nhiều. Nhưng bây giờ nó vướng một cái chỗ khách quan thầy ạ. Anh đặt hết niềm tin vào đồng chí 777 đi, khả năng vẫn được. Chỉ có mỗi cửa đấy thôi, còn không có cửa nào nữa. Đăng ký các kênh của Phong thủy Đại Nam để cập nhật kiến thức phong thủy mỗi ngày. Tổng đài tư vấn Zalo 0865 69 08 18.